này thì Quyền sẽ đưa cho các bạn 3 trường hợp những lỗi thường gặp của loa karaoke gia đình mà chúng ta thường xuyên mắc phải nhất. Trường hợp đầu tiên chính là dàn âm thanh vẫn phát nhạc nhưng micro karaoke không phát ra tiếng. Đầu tiên phải kể đến nguyên nhân cơ bản là do thiết bị chưa vào nguồn, biểu hiện bằng tình trạng bộ thu phát không sáng đèn. Đối với trường hợp này, bạn hãy kiểm tra ổ cắm của nguồn IC và adapter nguồn DC, phải đảm bảo dùng đúng adapter kèm theo máy. Nếu bộ thu phát sóng vẫn làm việc bình thường mà micro vẫn không phát ra tiếng, hãy kiểm tra dây kết nối giữa micro với amply xem có bị hư hỏng hay bị lỏng hay không. Hoặc kiểm tra xem micro còn bình không. Phải đảm bảo micro trung tâm số với bộ receiver, âm lượng bộ thu có để chế độ mute hay không. Nếu đã kiểm tra không phát hiện sai sót nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn, có thể thiết bị của bạn đã bị hư hỏng đau capsule. Hãy đem bộ micro của bạn đến trung tâm bảo hành của VIDA để được tư vấn cụ thể hơn. Về trường hợp tiếp theo chính là loa phát ra tiếng micro nhưng không có tiếng nhạc. Nguyên nhân của tình trạng này có thể là do đầu karaoke của bạn chưa tăng âm lượng nhạc hoặc đang ở chế độ mute. Hãy kiểm tra lại và nhớ tăng âm lượng của nguồn nhạc lên. Hoặc có thể đầu của bạn đã lựa chọn sai cổng vào trên đầu phát. Bạn phải kiểm tra lại đường tín hiệu từ đầu phát vào đường nào trên amply A hay B 122 và chuyển lại cho đúng vào đầu kết nối. Đối với trường hợp thứ ba, loa karaoke không phát ra âm thanh. Đầu tiên bạn hãy kiểm tra xem đã được kết nối với amply hay chưa. Dây kết nối có bị lỏng hay đứt gãy hay không. Nếu có, hãy thay dây mới bởi tình trạng này sẽ dẫn đến cháy loa. Đối với những dàn âm thanh sử dụng nhiều loa, nhiều người gặp phải trường hợp nhạc chỉ phát ra một loa, trong khi đó tiếng micro ra đủ cả hai loa. Nguyên nhân dẫn đến sự cố này có thể là do dây tín hiệu từ đầu phát nhạc đến âm ly bị lỏng hoặc bị hỏng. Hãy cắm lại thật chắc. Trường hợp của một cặp loa bất kỳ, đối với phòng hát sử dụng nhiều cặp loa, không phát ra âm thanh vừa tiếng nhạc và cả tiếng micro. Đầu tiên phải kiểm tra dàn âm thanh của bạn xem thiết bị nào đang bị tắt nguồn do chưa bật công tắc, cũng có thể là do quá tải nhiệt. Hãy tắt máy ngay lập tức và đưa ra đời thống khí. Cũng có thể nguyên nhân đến từ nguồn phát âm thanh. Hãy cắm tai nghe vào nguồn phát âm thanh để xem thiết bị này có hoạt động hay không. Nếu bạn sử dụng bình thường thì lúc này chắc chắn vấn đề nằm ở chiếc loa của bạn. Bạn kiểm tra đèn nguồn có sáng hay không để xác định xem cặp loa karaoke của bạn đã vào nguồn điện chưa. Kiểm tra dây cáp tín hiệu từ Soundcast đến loa. Dây cáp phải được nguyên bản không bị gấp, bẻ gãy hay bị cắt đứt. Hoặc cũng có thể do bạn để mức âm lượng quá nhỏ nên loa không phát ra tiếng, hãy tăng mức âm lượng lên. Ngoài ra để có thể bảo quản cũng như sử dụng loa một cách hiệu quả nhất, cần phối kết âm ly với loa phù hợp, cũng như thường xuyên vệ sinh loa.